Bé gái đáng thương này, mới chỉ 9 tuổi đã bị bán cho một quán rượu đèn mờ. Hàng ngày cô phải làm tất cả mọi việc, từ quét dọn vệ sinh, cọ bồn cầu, và lúc nào cũng phải đề phòng những vị khách say xỉn ở đây. Có lần trong lúc đang làm việc, cô bé còn bị ném một chiếc cốc vào người, khiến cả mặt toàn là thiết canh. Thậm chí cô còn bị một mảng thủy tinh găm vào má, nhưng lại chả có ai đoái hoài đến. Đối với một cô bé còn quá là ít tuổi, thì chuyện này đã vượt ngoài sức chịu đựng. Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô bé, và số phận của cô bé sẽ ra sao? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Trung Quốc-Hàn Quốc, Sưng Yi đang căng thẳng tập luyện để phiên dịch bài phát biểu quan trọng cho Tổng thống vào thứ hai. Cô được đích thân Tổng thống khen ngợi, biểu dương cô là một cô gái xuất sắc, nhưng vẫn bị kích động bởi cuộc gọi từ một người chú. Sưng Yi lập tức trở về Seoul, chỉ để tìm một người cô luôn tìm kiếm suốt mười mấy năm nay. Hàn Quốc năm 1993, Jong Bae đang gấp gáp tìm tung tích con nợ. So với anh ta, Du Seok đã quá quen với chuyện này. Cả anh ta và Jong Bae đều là quân nhân đã giải ngũ, năm đó đem theo thuộc hạ là Yong Bae, bắt đầu sự nghiệp đòi nợ thuê, nhưng lần nào cũng vì sự ngốc nghếch của Yong Bae, không thì là sự mềm lòng của mình. Không những không đòi được tiền, ngược lại còn nợ công ty một khoản tiền lớn. Trong lúc nói chuyện, họ vô tình nhìn thấy con nợ Mi Ung Ya hôm nay phải đòi tiền. Du Seok nói nhất định phải lấy tiền về. Có điều người phụ nữ này cũng có nỗi khổ riêng, chồng chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ cô và con gái không còn nơi nào để đi, hơn nữa còn là một người nhập cư bất hợp pháp. Nhưng Du Seok không dễ dàng từ bỏ, bất luận thế nào cũng phải đòi lại số tiền 18.000 won cô đã mượn. Người đến xem càng nhiều, Mi Ung Ya càng ngày càng sợ hãi. Cô con gái nhìn chằm chằm vào hai người đang ức hiếp mẹ, trong lòng vừa sợ vừa căm ghét, chỉ nghĩ đây là người xấu đang bắt nạt mẹ. Nhân cơ hội chạy tới, dùng tay cấu vào tay trái của Du Seok. Nhìn thấy hai người xấu sắp đánh mẹ mình, cô bé lớn tiếng hét lên. Du Seok sốt ruột suy nghĩ, nghĩ ra một cách. Vậy muốn tôi tin cô, lấy cái gì để thế chấp đi? Mi Ung Ya không một xu dính túi thì lấy gì thế chấp được? Du Seok không nói không rằng, lập tức bế cô bé đi, nói rằng lấy con gái làm con tin, yêu cầu Mi Ung Ya phải trả hết nợ trước 9 giờ sáng mai. Cô bé trong lòng chỉ có mẹ, cho dù đã mua xúc xích, mua cả búp bê đồ chơi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Mặc cho Du Seok cố gắng giải thích mình không phải người xấu, cô bé cũng không thèm nói một lời. Mi Ung Ya để cứu con gái mình, cô đến cửa hàng sửa chữa nơi chồng làm việc một lần nữa. Nhưng ông chủ tức giận nói với Mi Ung Ya, công ty đã thanh toán tất cả, hơn nữa chồng cô không hề chết, chỉ vì có người phụ nữ khác mà thôi. Mi Ung Ya tuyệt vọng đã liên lạc với bác ruột của con gái, người bác không nói gì lập tức đồng ý với Mi Ung Ya. Tất cả điều này đã bị ông chủ nhà máy nhìn thấy. Ông ta thấy chướng mắt nên vẫn gọi điện cho cảnh sát. Đợi cả một ngày, cuối cùng Du Seok cũng nhận được cuộc gọi từ Mi Ung Ya. Nhưng cùng lúc đó cảnh sát cũng tìm đến Mi Ung Ya, vốn làm theo kế hoạch của Du Seok đem cô bé về nhà. Jong Bae mặc dù có hơi ngốc nhưng vẫn lo sợ chuyện này bị bại lộ. Du Seok đem cô bé về nhà như vậy cũng có cách nghĩ riêng của anh ta. Ông hiểu rõ hai mẹ con họ là người nhập cư bất hợp pháp, vì vậy thừa biết Mi Ung Ya sẽ không báo cảnh sát. Bây giờ hai anh em lâu lắm không đòi được nợ, nguồn thu đã sớm bị cạn kiệt. Nghĩ đến việc ngày mai lấy tiền, trong lòng không giấu nổi vui mừng. Cho dù nhà cửa bừa bộn nhưng trong mắt cô bé vẫn còn tốt hơn nhiều so với nhà mình. Nhưng bây giờ trong lòng cô bé chỉ có mẹ cô. Sáng hôm sau, ông chủ thấy cách làm của Du Seok thì vô cùng tức giận. Bắt cóc trẻ em không phải tội nhỏ. Chớp mắt đã 11 giờ, vẫn không thấy Mi Ung Ya xuất hiện. Họ chỉ còn biết đưa cô bé đi tìm mẹ. Nhưng cô bé đã vô cùng căm ghét ông chú chuyên nói đạo đức này. Nhân cơ hội nhảy khỏi xe, chạy như bay trốn ra ngoài. Trên đường chạy trốn, cô bé vô tình làm rơi một chiếc giày. Du Seok không phải không biết tội nghiệp hai mẹ con họ, nhưng bây giờ bản thân không có lương, cứ tiếp tục thế này, hai anh em chỉ có thể hít khí trời mà sống. Cô bé nhờ nỗ lực đi tìm mẹ mà dần trở về ngôi nhà của mình. Cái gọi là nhà chẳng qua chỉ là một văn phòng cũ kỹ, ban đêm không có ai trông giữ. Hai mẹ con luôn chờ tới khi tối đến không có người rồi lẻn vào trú chân. Cô bé lấy ra bùn đất dưới chân, sau đó ngồi đợi mẹ. Cô tin rằng mẹ nhất định sẽ quay lại tìm mình, nhưng đến khi trời sáng vẫn chưa thấy mẹ đến. Cô bé quyết định một mình ra ngoài đi tìm. Một cơ thể nhỏ bé mang theo tất cả đồ đạc mẹ để lại. Cứ như vậy trên đường đi tìm mẹ, Du Seok cuối cùng tìm được tin tức của Mi Ung Ya. Mi Ung Ya sắp bị trục xuất đã tìm Du Seok đến. Bây giờ tôi sắp bị trục xuất, mà con gái không thể trở về cùng được. Cách duy nhất là gửi cô bé đến cho bác ruột nuôi dưỡng. Đây là cách duy nhất có thể trả tiền. Sau đó lấy ra bức ảnh duy nhất với con gái và máy nhắn tin của mình, bảo Du Seok nhất định phải nói với cô bé mẹ sẽ trở về. Nhưng khi Du Seok đến văn phòng, cô gái nhỏ đã rời đi, chỉ để lại chiếc giày cũ hôm qua. Cô gái nhỏ như vậy, rốt cuộc đã đi đâu?
Trên đường phố nhộn nhịp người đi lại tấp nập, cô bé đi từ ban ngày đến tối đêm, đã bị một tên lang thang có ý đồ xấu tiếp cận. Trong lúc nguy cấp, Đu Sốc lại lần nữa xuất hiện. Ông rất muốn nói rõ mọi chuyện với cô bé tội nghiệp, nhưng khi thấy cô bé không ngừng khóc, khiến Đu Sốc không nỡ nói ra, vì đôi mắt thơ ngây này không đáng chịu sự bất lực của xã hội. Nhưng lần này, trong trái tim của cô bé, cô lựa chọn tin tưởng ông chú này, lựa chọn tin rằng sẽ có bác ruột đón nhận mình. Dù sao thì vừa rồi người chú này, lần đầu tiên cho cô cảm giác an toàn giống như có bố bên cạnh. Hồi ức cứ thể hiện về cô gái này chính là Sưng Y, cô bé 10 tuổi năm đó, bởi vì mẹ nợ người ta 18.000 won mà trở thành con nợ của chú. Từ khi có hy vọng, Sưng Y liền yên tâm sống tại nhà hai chú. Chú Đu Sốc luôn gọi cô là cục nợ, còn chú Rong Bê luôn âm thầm cổ vũ cô. Sưng Y cũng ngoan ngoãn dọn dẹp, bưng trà rót nước. Hôm đó bác của Sưng Y gọi điện thoại đến, hứa trả tiền đặt cọc 12.000 won trước. Trong tuần sau khi đón Sưng Y xong sẽ trả hết toàn bộ. Trước thời gian đó hy vọng Sưng Y được ăn ngon mặc đẹp. Nếu như người thân đã mở lời, hai ông chú đưa Sưng Y đến Seoul du lịch. Trên đường Sưng Y bị một tấm biển thu hút, thắng thua đã rõ. Tôi là lão đại, lần đầu tiên Sưng Y nói với chú. Tên cô bé là Sưng Y, cô bé cũng hỏi tên Đu Sốc, cảm thấy tên này rất buồn cười, nên đã đặt tên cho chú là Sung Đê. Ầm ĩ cả quãng đường, Đu Sốc mặc dù cứng miệng, nhưng vẫn cố gắng hết sức, mua quần áo đẹp cho Sưng Y, ăn đồ ăn ngon, thậm chí để thực hiện ước mơ đu idol của Sưng Y. Ông không ngần ngại vào show diễn mua cho cô bé đĩa CD và áp phích. Đu Sốc lần đầu được khen là người bố tốt lập tức ngây người, bởi vì lúc đó, Đu Sốc không biết bản thân đã vô cùng yêu quý cô bé, nhưng nhờ có cái ôm này, lần đầu tiên khiến Đu Sốc cảm thấy ấm áp. Bánh sinh nhật sô-cô-la vẫn không thể khiến Sưng Y vui vẻ, vì trong trái tim non nớt của cô bé sợ chia xa, cũng là lần đầu cảm thấy không nỡ. Cuối cùng cũng đến ngày chia xa, Đu Sốc đưa máy nhắn tin của Mi Ung Ya cho Sưng Y, lo lắng cô bé không nghe được đĩa CD, nên ông đã mua luôn chiếc máy CD second hand. Lúc này bác ruột cũng đến. Sưng Y khi đối diện với người thân chưa từng gặp này, cơ bản không có ấn tượng gì, đồng thời cũng cảm thấy người trước mặt không giống người giàu. Sau khi ký giấy thanh toán nợ sớm, ông lấy ra bức ảnh mà Mi Ung Ya đã gửi gắm, không ngừng nhắc nhở Sưng Y nhất định phải gọi cho mình. Dù không nỡ, Đu Sốc vẫn tiễn cô bé đã theo mình suốt nhiều ngày. Dù sao thì đi theo người thân cũng là điều đúng đắn. Sau khi chia tay, nội tâm Đu Sốc có chút thay đổi. Một khi tôi rảnh rỗi đều không nhịn được mà nhớ đến cô bé, không nhịn được mà gửi tin nhắn thoại cho cô bé. Sự quan tâm đặc biệt này cũng không nói hết được nỗi nhớ mong, nhưng đã lâu lắm không nhận được hồi âm của cô bé. Số điện thoại bác ruột để lại cũng không liên lạc được, Đu Sốc bắt đầu lo lắng, mất kiên nhẫn tìm được bác ruột. Sau khi hỏi, hóa ra tất cả những điều này là kế hoạch của ông bác. Ông ta không hề tìm được người tốt nào nhận nuôi. Sau khi nhận Sưng Y thì lập tức bán cô cho những kẻ buôn người, chỉ để kiếm thêm 7.500 won. Đến bán cô đi đâu ông ta cũng không quan tâm. Đu Sốc cuối cùng cũng không kìm được tức giận, ra tay dạy dỗ ông ta. Nhưng bây giờ quan trọng nhất phải tìm ra Sưng Y. Nhưng cô bé đã đi đâu? Sự lo lắng của Đu Sốc không sai. Sưng Y bị bán đến một nhà chứa, mỗi ngày đều bưng trà rót nước cho bà chủ nhà chứa, ban ngày phải dọn rác khách để lại từ đêm qua. Ánh mắt lạnh lùng của bà chủ khiến cho Sưng Y cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sưng Y nhân cơ hội lấy cắp điện thoại và danh thiếp của nhà nghỉ, lén lút trốn vào túp lều nhỏ của mình, sau đó phát tin nhắn cho mẹ. Chỉ khi để lại lời nhắn cho mẹ mới khiến cho cô bé cảm thấy ấm áp một chút. Đồng thời lúc này trong cặp sách Đu Sốc mang về, phát hiện được máy nhắn tin của Mi Ung Ya bị bỏ quên. Lần đầu tiên Sưng Y gọi điện thoại, nhưng do thiếu mã vùng Incheon, Sưng Y vẫn luôn gọi nhầm số. Trong phòng, những cô gái phòng hát tỏ thái độ khi bị khách đụng chạm, chọc giận khách hàng nên gọi Sưng Y vào dọn dẹp, nhưng ông khách lại một lần nữa ném mảnh chai vỡ. Mảnh vỡ trực tiếp cứa lên má Sưng Y, máu lập tức chảy ra. Mà lúc này Đu Sốc cuối cùng cũng đợi được tin nhắn của Sưng Y, lúc này mới nhớ ra bản thân đã quên không để lại mã vùng. Ông dựa vào máy nhắn tin thoại nhắc cô mã vùng, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Theo địa chỉ khách sạn mà Sưng Y lén lấy được, Đu Sốc cùng Rong Bê lái xe đi ngay trong đêm. Sưng Y cuối cùng cũng nghe được giọng nói của chú Đu Sốc. Qua tấm cửa kính, Sưng Y lập tức khóc lớn. Đu Sốc nhìn thấy cô bé đang bị thương thì không do dự, dùng tay đập vỡ cửa kính cứu Sưng Y ra ngoài. Vết thương trên mặt Sưng Y cũng chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim chú Đu Sốc. Nhưng bà chủ nhà chứa nói muốn 100.000 won tiền chuộc, Đu Sốc chỉ đành để lại phương thức liên lạc, sau đó đem theo Sưng Y đi trước. Một người bị thương ở mặt, một người bị thương ở tay. Đu Sốc và Sưng Y một lần nữa gặp lại, nhưng 18.000 won đã quá khả năng cho mẹ của Sưng Y. Đu Sốc cũng chẳng giàu có gì, đối mặt với yêu cầu 100.000 won tiền chuộc, chỉ đành ngậm ngùi bán đi chiếc xe của mình. Mặc dù Rong Bê miệng luôn nói không đồng ý, Đu Sốc giải thích rằng chỉ tạm thời chăm sóc, nhưng cả hai đều hiểu.
cô bé đã dần dần trở nên quan trọng trong tim họ. Sưng Y nhìn vào bức thư hai chú để lại, cuối cùng cảm thấy, so với thần tượng của cô, chú Du Sốc cũng vô cùng ngầu. Quay lại với thực tại, Sưng Y vội vã trở về Seoul, là vì chú Rong Bê đã tìm ra tung tích của chú Du Sốc, 10 năm trước biến mất không lý do. Sau đó hai người vẫn liên tục tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Lần này cũng vậy, hy vọng tìm kiếm lại một lần nữa vụt tắt, thậm chí đã tìm tất cả những người mất tích tên Du Sốc, cũng không tìm thấy chú. Sưng Y luôn mong ngóng như vậy là có lý do. Để chữa trị cho Sưng Y, Du Sốc đã dốc hết tiền để cho cô bé nhập cảnh bất hợp pháp. Sưng Y được đi học, cho dù cô bé một mực từ chối, Du Sốc và Rong Bê vẫn thuyết phục cô bé trở thành con gái trên hộ khẩu của họ. Nhìn thấy Sưng Y cuối cùng cũng vui vẻ ăn mì tương đen, nhìn đứa trẻ cuối cùng cũng bước chân vào ngôi trường tâm đắc, Du Sốc và Rong Bê cũng bỏ nghề đòi nợ thuê, gia nhập vào công ty giao hàng, dùng kỹ năng nấu ăn dần dần tiến bộ nuôi dưỡng Sưng Y. Còn Sưng Y lần nào cũng dùng số điểm tuyệt đối làm chú vui. Ba người cứ như vậy quan tâm nhau 8 năm, Du Sốc cũng là một cô bé giàu nghị lực, thành tích luôn đứng đầu. Hôm đó Mi Ung Ya lâu ngày không gặp đợi con gái ở cổng trường, nhìn con gái và chủ nợ trước đây vui vẻ như vậy, Mi Ung Ya cũng từ bỏ chuyện nhận con, lập tức rơi nước mắt, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, có lẽ tốt nhất bà không nên làm phiền nữa. Sưng Y chưa bao giờ xấu hổ vì chú Du Sốc đi xe máy, cô chỉ hy vọng ông chú lắm lời này, không được gọi cô là cục nợ trước mặt mọi người. Tình yêu thương của chú Du Sốc trước giờ không hề thể hiện, cho dù Sưng Y bước vào đại học, nhưng lần đầu tiên yêu đương của cô bé lại uống rượu say được bạn trai cõng về, ai cũng cảm thấy khó chịu. Khi Du Sốc đang tức giận thì đột nhiên một cuộc gọi đến, hóa ra mẹ của Mi Ung Ya gọi điện thoại đến, nói rằng Mi Ung Ya không sống được bao lâu nữa, chỉ hy vọng được gặp con gái mình trước khi chết. Du Sốc dẫn Sưng Y phi như bay về quê của Mi Ung Ya. Đối với quê hương nơi cô được sinh ra, Sưng Y không có ấn tượng quá nhiều. Dù gì thì suốt nhiều năm qua, người thân nhất của cô là chú Du Sốc, nhưng khi gặp bà ngoại, gặp người mẹ tiều tụy, cảm xúc khi tìm mẹ nhiều năm trước chợt ùa về. Sau 10 năm hai mẹ con cuối cùng cũng được đoàn tụ. Sau đó Mi Ung Ya gặp riêng Du Sốc, cảm ơn ông đã chăm sóc con gái mình suốt bao năm. Năm đó khi gặp con gái, tại sao bà không nhận con? Đó là bởi vì bà biết rằng Du Sốc thật lòng đối xử tốt với con gái mình, chỉ cần con bé được vui vẻ, bà đã vô cùng hạnh phúc rồi. Lúc ăn cơm, Sưng Y luôn cảm thấy mẹ đang trốn tránh ánh mắt của cô. Bà ngoại cũng cảm thấy thế, mắng cô sao lại nhẫn tâm với con gái vậy, đến nhìn con gái một cái cũng không thèm nhìn. Nhưng Du Sốc biết, đây là cách Mi Ung Ya lựa chọn để cắt đứt tình cảm mẹ con. Cô biết đời mình không dài, hy vọng giả vờ tuyệt tình như vậy sẽ khiến con gái quên đi mình, sống tốt cuộc sống của cô bé. Hiện tại điều duy nhất Mi Ung Ya có thể làm, đó là hy vọng Du Sốc có thể hoàn thành tâm nguyện của mình, thay Sưng Y tìm ra cha đẻ của cô. Thực ra năm đó chồng của Mi Ung Ya đúng là đã theo tình nhân bỏ trốn, vì vậy nhờ cậy Du Sốc giúp Sưng Y tìm ra người thân duy nhất, nhưng là một người con, Sưng Y làm sao không cảm nhận được. Cô hiểu được suy nghĩ của mẹ, nên chỉ biết âm thầm bên mẹ, để đoạn đường cuối cùng của mẹ được vui vẻ. Nhưng khi Mi Ung Ya nhìn thấy thành tích học tập từ nhỏ cùng tấm ảnh duy nhất, cô chợt hiểu ra, con gái cũng luôn mong nhớ mình như vậy. Đây có lẽ là tình mẫu tử không thể nói bằng lời. Sau khi trở về, Sưng Y luôn cảm thấy buồn bã, nhưng khi thấy chú Du Sốc vẫn luôn quan tâm cô như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn. Khi nhìn thấy đôi giày cũ sờn của chú, Sưng Y bất giác cảm thấy đau lòng. Cô nói dối là tham gia hoạt động của trường, lén đi làm thuê để tiết kiệm tiền, mua một món quà cho chú. Lúc này Du Sốc cũng dẫn theo Sưng Y, bắt đầu tìm kiếm cha ruột của Sưng Y, nhưng Du Sốc vì quá thương con gái nên cho dù bị đau đầu, vẫn không ngừng tìm kiếm manh mối, cuối cùng cũng tìm thấy cha ruột của Sưng Y. Hiện nay là một thương nhân có cuộc sống hạnh phúc. Sưng Y sau khi đã chuẩn bị xong quà, cô nghe điện thoại của chú, trong một khách sạn sang trọng gặp người được coi là cha ruột. Du Sốc không muốn đối mặt với tình huống này, chỉ âm thầm rời đi. Đối diện với Rong Bê không ngừng phàn nàn, đúng là không có đạo lý gì. Ông biết rằng so với mình, có lẽ người cha đó mới là sự lựa chọn tốt nhất cho Sưng Y. Cho dù là 10 năm dưỡng dục, cho dù rất hy vọng trong ngày cưới của Sưng Y, bản thân sẽ là người cha dắt con lên lễ đường thì tốt biết mấy. Suy cho cùng, giọt máu đào hơn ao nước lã. Sưng Y vẫn nên tìm người thân duy nhất của mình, nhưng chỉ một tiếng gọi bố, khiến cho nội tâm Du Sốc lập tức tan chảy. Sung vẫn là cô bé tốt bụng lo lắng cho chú, chưa bao giờ dao động vĩnh viễn không thay đổi. Du Sốc chưa bao giờ vui như hôm nay, đem theo đĩa CD năm đó, lái xe lao đến chỗ con gái mình. Có điều cơn đau đầu dữ dội ập đến, trong chốc lát Du Sốc lập tức ngã xuống đất, xảy ra tai nạn. Ngày hôm đó, Sưng Y cuối cùng cũng không đợi được người cha duy nhất trong lòng mình. Rong Bê cùng với Sưng Y tìm kiếm mười mấy năm, thật sự không mong Sưng Y bởi vì đại ca của mình mà cố chấp như vậy. Nhưng tấm biển ở bên đường lập tức khiến Sưng Y nhớ lại, lập tức quay lại đồn cảnh sát, dùng cái tên cô đặt cho chú là Sung Đê một lần nữa tìm kiếm. Ông trời không phụ người có lòng, sau một thời gian tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra manh mối.
10 năm trước, cục tạm trú phát hiện có một bệnh nhân tên Sung Dê, kiểm tra hồ sơ bệnh án phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu não và đột quỵ, bởi vì không điều trị kịp thời dẫn đến vụ tai nạn năm đó. Cho đến khi Sung Y nhìn thấy cả quyển sổ chỉ ghi chữ cục nợ và Sung Dê, cô cuối cùng cũng hiểu ra, người cô muốn gặp bây giờ chỉ có cha Du Sốc. Mặc dù có hàng ngàn lời muốn nói ra, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của chú, Dòng Bê và cả Sưng Y không kìm được bật khóc. Hai người không thể nào tưởng tượng, trụ cột của gia đình năm nào bây giờ lại chịu nỗi đau bệnh tật. Mặc dù nói không rõ tiếng, Du Sốc lấy ra máy CD năm đó, trong miệng liên tục lẩm nhẩm cục nợ. Sưng Y đau xót ổn định tinh thần nói, con là cục nợ, là con gái Sưng Y của chú, từ bây giờ chú sẽ là con nợ của con. Sưng Y lấy ra đôi giày da mà 10 năm trước chưa kịp tặng cho chú, đồng thời cũng tìm thấy sổ tiết kiệm mà Du Sốc luôn giữ ở trong ống chân. Mỗi dòng đều liên quan đến Sưng Y, đều dành cho cô con gái mà ông hết mực yêu thương. Có người chăm sóc, sức khỏe Du Sốc dần tốt lên. Cuối cùng trong đám cưới con gái mà ông luôn ao ước, nắm tay con gái mình. 20 năm trước chú coi cô như bảo bối, 20 năm sau cô xem bố như bảo bối của mình. Bộ phim kết thúc. Bộ phim dựa trên câu chuyện về một cặp vợ chồng người Hàn Quốc đã nhận nuôi 126 đứa trẻ trong 14 năm, khắc họa nên tình cảm giữa người với người. Con nợ tín chấp lại trở thành báu vật quý giá như sinh mệnh. Năm đó xuất phát từ lòng tốt, mặc dù có chút ngây thơ, nhưng cuối cùng đó là trách nhiệm, là hơi ấm nhận được. Câu chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Hãy để lại comment dưới phần bình luận. Nếu các bạn thích các video của kênh, đừng quên nhấn like và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.